Những cái ngày đầu mà mình bắt đầu đi học ở Viện ấy thì có một vài cái kỷ niệm mà mình cảm giác đến bây giờ nhớ lại thì vẫn vẫn là những cái để lại những cái kỷ niệm rất là khó quên ấy. Cái lần em trực cấp cứu ở Việt Đức thì là một phụ nữ trẻ, từ lúc đấy cũng chỉ hơn mình có 2 tuổi thôi. Không may trên đường về quê thì bị ô tô, bị tai nạn ô tô ấy. Thì cả cái chân trái ấy, từ cẳng chân trở xuống ấy, thì bị hầu như là bị nát hết do bị xe hút qua. Thì lúc đấy thì em là người tiếp xúc đầu tiên mà cấp cứu ấy. Thì lúc đấy thì cả cái bàn chân với các cái khối, các cái xương con ở bàn chân ấy, thì nó nổi ra hết và lẫn lộn hết cả vào nhau ấy. Thì lúc đấy em chỉ băng bó vào ấy, mà lúc ấy thì khả năng là chỉ sẽ phải cắt cụt hết khoảng 1/3 dưới cẳng chân trở xuống ấy để lắp cái chân giả. Thì cho nên lúc ấy thì nhìn chế khóc, mà trẻ tuổi cũng vừa lấy chồng xong thì cũng cũng thương ấy, nhưng mà cũng cố gắng băng bó nhanh rồi cầm máu rồi bất động lại ấy. Thì sau đấy thì đến giờ nghỉ buổi buổi tối ấy, thì em có lên để ăn cơm ấy. Thì lúc đấy thì không may đấy, đúng cái món sườn mà nó cũng cái sùn trắng trắng như kiểu ở cái chân ấy. Thì lúc đấy thấy cái cảnh đấy em nôn nôn ngay lập tức, và cả cái suất cơm đấy là gần như là bỏ luôn. Những cái lần đầu tiên em đi Việt em được tiếp xúc thì thực sự những cái đấy là, bây giờ nghĩ lại mình vẫn cảm giác rất là ám ảnh. Nhưng mà dần dần thì trải qua 3 năm thì đến năm cuối rồi, bây giờ là bắt đầu đi trực trong trong cái màu áo nội trú, thì mình cảm giác những cái đấy thì nó bây giờ thì nó cũng bình thường. Và thì mình nghĩ là một bác sĩ thì cũng phải nên tự phải thích nghi với hoàn cảnh ấy, phải khắc phục khó khăn.